Chào mừng các em đến với kênh Thùy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 8 sách chân trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Thùy Liêm cảm thấy dễ hiểu. Các em sẽ bấm khúc là chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tiếp bài tập cuối chương 5, trang 28-29 sách chân trời sáng tạo. Hôm nay mình sẽ học tiết số 2 nha. Như vậy, hôm trước mình học tiết 1, giờ em nào chưa xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Thùy Liêm. Các em sẽ vào danh sách phái toán lớp 8 chân trời sáng tạo các em xem nha. Giờ tiết số 2 mình sẽ làm tiếp câu số 11 cho hàm số y bằng fx bằng trừ x bình phương cộng 1. Bây giờ mình sẽ tính f trừ 3, có nghĩa là chỗ nào có x mình khơi bằng trừ 3 thôi. Đúng này. Câu này dễ, mình sẽ làm nhanh nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi tính f trừ 3. Như vậy f trừ 3 sẽ bằng giờ như dấu trừ viết lại. X bình ở đây chính là trừ 3 bình. Cộng 1 viết lại. Bạn. Như vậy là trừ 3 bình phương là 9. Trừ 9 cộng 1 thì bằng âm 8. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tính F trừ 2. Mình sẽ tính ở đây đi. Như vậy f trừ 2 sẽ bằng chỗ nào có x mình khế bằng trừ 2. Như vậy dấu trừ viết lại. X bình chính là trừ 2 bình. Cộng 1 viết lại. Như vậy là trừ 2 bình sẽ là 4. Trừ 4 cộng 1 thì bằng âm 3. Đúng không? Giờ tính tiếp theo mình sẽ tính f âm 1. Như vậy f âm 1 sẽ bằng giờ trừ x bình, dấu trừ viết lại, x bình sẽ khế bằng âm 1 bình. Cộng 1 viết lại. 3. Âm 1 bình là 1. Trừ 1 cộng 1 thì bằng 0. Tiếp theo mình sẽ tính F0. F0 bạn. Chỗ nào có x thế bằng 0. Dấu trừ viết lại. X bình chính là 0 bình. Cộng 1 viết lại. Như là 0 bình phương đó là 0, trừ 0 cũng là bằng 0 thôi. 0 cộng 1 bằng 1. Tiếp theo là tính F1. F1 sẽ bằng dấu trừ viết lại, F bình chính là 1 bình. Cộng 1 viết lại. Như 1 bình phương là 1, trừ 1 cộng 1 thì cũng bằng 0. Đúng này. Như là mình xong câu số 11. Câu số 11 kem hiểu bài, cái xong hết video hay kem hiểu bài nha. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 12. Câu số 12 người ta kêu mình vẽ một hệ trục tọa độ OXY và đánh dấu các điểm có thể tọa độ. Điểm A có tọa độ là âm 20, điểm B tọa độ là 04, điểm C tọa độ là 54, D có tọa độ là 03. Và người ta hỏi tứ giác ABCD là hình gì. Như vậy trước hết các em sẽ vẽ hình. Trước hết ta xác định được các điểm A, B, C, D như sau. Điểm A có tọa độ là âm 20. Như vậy các em sẽ vẽ một trục OX và OY. Ở đây là góc tọa độ thì đây là âm 1, âm 2. Vị trí siêu này sẽ là âm 1 nha. Bên đây sẽ là âm 2. Như là A sẽ có tọa độ là âm 20, có nghĩa là một điểm nằm trên hệ trục tọa độ luôn. Đúng này. Thầy sẽ phóng to chỗ này cho các em dễ quan sát nha. Đúng này. Tiếp theo là điểm B sẽ có tọa độ là 0,4, có x bằng 0, y bằng 4, có nghĩa là điểm y sẽ bằng 4 trên đây. Như ở đây là 1,
Trên đây sẽ là 2. Tiếp theo sẽ là 3. Trên cùng là 4. Điểm C có tọa độ là 5, 4. Có nghĩa là x bằng 5 và y bằng bằng 4. Chính là điểm C đây. Như ở đây, từ đây góc tọa độ qua đây là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng này. Giờ như vậy là sau khi vẽ xong thì mình sẽ có cái hình A, B, C, D thì mình thấy đây là hình bình thẳng. Đúng không? Mình có AB song song với CD, BC song song với AD. Hai cạnh này bằng nhau, hai cạnh này bằng nhau. Nên mình kết luận ABCD chính là hình bình thẳng. Như là mình xong câu số 12, câu số 12 kem hiệu bài, câu xong hết video thì kem hiệu bài nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 13. Cho biết độ khuỵu của hàm số y bằng ax đi qua điểm B phở có tọa độ là 1 và âm 4,5, xác định thời số e. Như vậy ở đây mình sẽ có hàm số này thì mình sẽ cho x bằng 1 khi dương. Giờ y khi bằng âm 4,5 dương. Thì mình xác định được điểm E, xác định hệ số E sẽ bằng âm 4/5. Được rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ điểm trên đồ thị có quanh độ bằng âm 5, có nghĩa là cho x bằng âm 5. Mình thấy dung mình sẽ tính y. Giờ xác định điểm đó. Câu C vẽ điểm có tung độ bằng 2, có nghĩa là cho y bằng 2 tính x. Giờ xác định điểm đó vẽ không. Như vậy câu số 13 các em sẽ làm như sau. Như hàm số y bằng ax đi qua điểm B phở có tọa độ là 1 âm 4/5. Như vậy là cho x bằng 1 khế vô, cho y khế bằng âm 4/5, suy ra được a sẽ bằng âm 4/5. Vậy mình kết luận là y sẽ bằng âm 4/5 x. Câu B ta có x bằng âm 5, quanh độ bằng âm 5 có nghĩa cho x bằng âm 5, mình khế vô cái phương trình này. Khế x bằng âm 5 vô, như vậy 5 trên 5 dưới biến mất nè, trừ nhân trừ là cộng, còn lại số 4, như là suy ra y bằng 4. Như vậy ta xác định được điểm A chính tọa độ là x sẽ bằng âm 5 và y bằng 4. Còn câu C vẽ điểm trên đồ thị có quanh tung độ bằng 2, có nghĩa là cho y bằng 2. Cho y bằng 2 khế vô đây thì mình sẽ tính được x thôi. 5 dấu trừ đẩy quanh đây. 5 đem lên, 4 đem xuống, như vậy 5 nhân 2 chia 4 sẽ là âm 5 phần 2. Ta xác định được điểm B có tọa độ là âm 5 phần 2 và y sẽ bằng 2. Đúng này. Sau đó mình sẽ vẽ trên hệ trục tọa độ thôi. Đúng này. Giờ các em ghi phần này đi. Sau đó mình sẽ vẽ cái hệ trục tọa độ nha. Giờ như vậy các em sẽ vẽ hình như sau. Như vậy điểm A sẽ có tọa độ là âm 5, 4, có nghĩa là x sẽ bằng âm 5 và y sẽ bằng 4. Đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ xác định tọa độ. Điểm A có tọa độ là âm 5, 4. Như vậy là mình sẽ vẽ OXOY cắt tại O. Từ điểm O đi qua trái sẽ là âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5. Đúng không? Nhưng mà xác định vị trí tọa độ đây là âm âm 1 đây này. Tiếp theo sẽ là âm 2. Âm 3. Âm 4. Và âm 5. Giờ từ đây đi lên sẽ là các số dương 1, 2, 3, 4.
Như vậy điểm A sẽ có tọa độ là âm 5/4. Tiếp theo là điểm B sẽ có tọa độ là 5, âm 5/2, có nghĩa là âm 2,5. Như đây âm 1, âm 2 thì điểm giữa đây chính là âm 2,5. Chỗ này. Giờ tiếp theo là y bằng 2. Như điểm B có tọa độ là âm 5/2 và 2. Chỗ này. Như đây sẽ là 1. Đúng này. Giờ như vậy là xong câu số 13 nhé. Giờ câu số 13 kem hiệu bài, cái xong khích video hãy biết kem hiệu bài nhé. Tiếp theo là câu số 14. Tìm hàm số có độ hỷ là đường thẳng song song với y bằng trừ 2x cộng 10. Như vậy người ta kêu mình tìm hàm số có độ hỷ là đường thẳng song song. Đường thẳng song song với đường này chắc chắn là sẽ có hệ số góc bằng nhau. Có nghĩa y sẽ bằng trừ 2x cộng cho b. B phải khác 10. Vì nếu mà bằng 10 thì sẽ hai đường trùng nhau rồi. Đúng không? Như vậy, câu số 14 các em trả lời như sau. Hàm số có độ hỷ là đường thẳng song song với độ hỷ hàm số y bằng trừ 2x cộng 10 là các hàm số có dạng y bằng ax cộng b với a bằng âm 2 và b sẽ khác 10. Đúng này. Hoặc là các em ở để ở đây sẽ là y bằng trừ 2x cộng b cũng được nha. Và b sẽ khác 10 là được. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 14. Câu số 14 kênh hiệu bài. Các xem bấm khuất video hãy kênh hiệu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 15. Câu số 15, một người đi bộ với tốc độ không đổi là 3 km một trên giờ. Gọi S km là quãng đường đi được trong t giờ, là công thức tính S theo t. Vì mình sẽ có quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Vận tốc ở đây là 3. Thời gian là t, như S sẽ bằng 3 nhân t. Bây giờ mình vẽ biểu đồ, vẽ đồ hỷ của hàm số S theo biến số t. Như là mình có là S sẽ bằng 3T thì đồ hỷ này sẽ đi qua góc tọa độ nên mình sẽ cho T bằng 1, tính S bằng 3. Thì đồ hỷ hàm số S sẽ bằng 3 nhân T sẽ đi qua hai điểm. Điểm O góc tọa độ OO 0, 0 và điểm A có tọa độ là 1, 3. Đúng này. Như vậy câu số 15 kim trả lời sao? Như vậy là công thức sẽ là S sẽ bằng 3 nhân T. Với T bằng 1 thì S bằng 3. Như vậy đồ hỷ hàm số S bằng 3T sẽ đi qua hai điểm. Điểm O có tọa độ là 0, 0 và điểm A có tọa độ là 1, 3. Giờ các em sẽ vẽ vẽ chữ ở góc tọa độ OX và OY. Như giờ điểm A sẽ có tọa độ 1, 3. Như giờ từ đây qua đây sẽ là 1 nha. Đúng này. Giờ phía trên sẽ là 1, 2, 3. Giờ như vậy mình sẽ có đây là đường thẳng S bằng 3T. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 15 nhé. Câu số 15 kem hiệu bài sẽ kem sau bấm khuất video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo là mình sẽ làm câu số 16. Tìm m để các đường để các hàm số bậc nhất y bằng 2mx trừ 3 và y bằng 6x cộng 3 có độ hỷ là những đường thẳng song song với nhau. Như vậy ở đây người ta mình sẽ tìm m để hàm số bậc nhất y bằng 2mx trừ 2 và y bằng 6x cộng 3 là độ hỷ của những đường thẳng song song với nhau. Các em nhớ là đường thẳng song song với nhau là cái hệ số góc sẽ bằng nhau, có nghĩa là 2m sẽ bằng 6, có nghĩa m bằng 3. Đúng không? Như câu số 16 các em trả lời sao? Như vậy y bằng 2x
2mx trừ 2 và y bằng 6x cộng 3 song song với nhau nên mình có là 2m bằng 6 cm bằng 3. Vậy quá m bằng 3 thì khỏi mãn yêu cầu của đề bài. Giờ như là mình xong câu số 16, mình sẽ làm câu số 17. Câu số 17, tìm n để các hàm số bậc nhất y bằng 3nx cộng 4 và y bằng 6x cộng 4 có đồ thị là những đường thẳng trùng nhau. Như đường thẳng trùng nhau có nghĩa là cái 2n này sẽ bằng 6, đúng không? Thì mình sẽ tìm được n thôi. Cái phần b sẽ giống như nhau mà, đúng không? Như vậy là hệ số a ở đây, hệ số gốc hai cái này bằng nhau nữa là được, đúng không? Như vậy câu số 17 các em trả lời như sau. Như vậy là y bằng 2, 3nx cộng 4 và 6x. Y bằng 6x cộng 4 trùng nhau nên mình có là 3n bằng 6, suy ra n bằng 2, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 17. Câu số 18. Tìm k để các hàm số bậc nhất y bằng kx trừ 1 và y bằng 4x cộng 1 có đồ thị là những đường thẳng cắt nhau. Đường thẳng cắt nhau có nghĩa là hai hệ số gốc này khác nhau, có nghĩa là k này khác 4 là được, đúng không? Như câu số 18 các em trả lời như sau. Như vậy y bằng kx trừ 1 và y bằng 4x cộng 1 có đồ thị là những đường cắt nhau nên k sẽ khác 4, đúng không? Như vậy mình xong câu số 18. Tiếp theo là câu số 19. Cho hai hàm số y bằng x cộng 3 và y bằng trừ x cộng 3 có đồ thị lần khởi lượt là các đường thẳng D1, D2. Câu A bằng cách vẽ hình và tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng nói trên và tìm các giao điểm B, C lần lượt của D1, D2 của trục OX nhé. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ hai cái đồ thị hàm số. Với đồ thị hàm số y bằng x cộng 3 thì mình xác định hai điểm. Cho x bằng 0 thì mình sẽ tính y bằng 3. Y bằng 0 thì mình sẽ tính x bằng trừ 3. Như vậy đồ thị hàm số y bằng x cộng 3 sẽ đi qua hai điểm. Ở đây mình sẽ đặt là điểm A đi. Điểm A có tọa độ là 0, 3 và điểm B có được tọa độ là trừ 3, 0. Giờ cái phần này thì các em có thể tính nhẩm cũng được nè. Cho x tính y và cho y tính x thì các em có thể tính nhẩm cũng được, đúng không? Như vậy mình có với đồ thị hàm số y bằng x cộng 3 thì đồ thị hàm số sẽ đi qua hai điểm A có tọa độ 0, 3 và B có tọa độ trừ 3, 0. Tương tự với đồ thị hàm số y bằng trừ x cộng 3, cho x bằng 0 thì y bằng 3, còn cho y bằng 0 thì x bằng 3. Cái phần này các em cũng có thể tính nhẩm cũng được, đúng không? Mình kết luận là đồ thị hàm số này sẽ đi qua hai điểm A có tọa độ 0, 3 và C có tọa độ 3, 0. Như vậy ta có A tọa độ 0, 3 là giao điểm của hai đường thẳng nối trên và điểm B có tọa độ là trừ 3, 0 và điểm C có tọa 3, 0 lần lượt là D1, D2 cắt với trục tọa độ, đúng không? Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ bây giờ mình sẽ vẽ hai trục tọa độ. Như vậy mình sẽ vẽ trục OX và trục OY. Rồi, như vậy từ đây qua là 1, 2, 3. Từ đây lên 1, 2, 3. Và từ qua bên đây sẽ là âm 1, âm 2, âm 3. Đúng không? Mình sẽ ghi các số vô. Đây số 1. Bên đây là 2. Bên đây là 3. Đây số 1. Số 2. Và số 3. Tiếp theo sẽ là âm 1. Âm 2.
em bè. Đúng này. Giờ các em buổi hành xong mình sẽ tiếp phần bài diễn nha. Như mình thấy điểm A là giao điểm của hai đường khảm D1 đi ha. Đúng này. Điểm B sẽ là giao điểm của D1 với là OX và điểm C là giao điểm của D2 với là OX. D1 sẽ đi qua hai điểm A và B. Đúng này. Dìa đường bên đây sẽ là đường D1. Đường này sẽ là D1. Đường bên đây sẽ là D. Giờ các em vẽ hình xong mình sẽ tiếp phần câu B luôn nha. Câu B thì người ta kêu dùng thước đo góc để tìm góc tạo bởi D1, D2 lần lượt của trục OX. Giờ như vậy là mình sẽ đo cái góc này và đo cái góc bên đây. Như câu B mình trả lời là mình sẽ đo được đây là 45 độ nha. Đúng này. Như vậy góc tạo bởi D1 và OX bằng 45 độ và góc tạo bởi D2 với OX cũng bằng 135 độ. Đúng này. Góc bên đây sẽ là 45 độ và góc bên đây sẽ là một bên đây đây góc tạo bởi D2 là lập góc vào đây nha. Góc trong đây là 45 thì góc vào đây sẽ là 135 đúng này. Câu C thì người ta kêu mình tính chu vi và diện tích của tam giác ABC. Như vậy tam giác ABC như vậy mình sẽ có làm trước hết mình phải tính được AC và AP. Như vậy ở đây là AC chính là đường chéo của một cái tam giác, độ dài cạnh hai cạnh góc vuông sẽ là 3 3. Từ đây đến đây là 3, từ đây đến 3. Như vậy là AC sẽ bằng AP bằng căn bậc 2 của 3 bình phương cộng 3 bình phương. Như vậy sẽ bằng 3 nhân cho căn bậc 2 của 2. Còn BC là từ đây tới đây sẽ bằng 3 cộng 3 là 6. Đúng này. Giờ chu vi tam giác thì mình sẽ lấy độ dài ba cạnh AB cộng AC cộng cho BC đúng này. Giờ diện tích tam giác thì mình sẽ tích 1 phần 2 tích độ dài hai cạnh góc vuông hoặc là độ tích 1 phần 2 của chiều cao tương ứng nhân cạnh tương ứng đường cao nhân chia đường cao nhân cạnh tương ứng, có nghĩa là mình sẽ lấy 1 phần 2 của OA nhân cho BC, có nghĩa là 1 phần 2 của 3 nhân cho C đúng này. Kết quả sẽ bằng 9. Giờ như vậy là mình xong câu số 19 nha. Giờ câu số 19 kem hiệu bài xong khích video hẹp kem hiệu bài. Đây là 3 nhân căn bậc 2 của 2 cộng 3 nhân căn bậc 2 của 2 sẽ bằng 6 căn bậc 2 của 2 cộng 6 viết lại. 1 phần 2 của 3 nhân 6 là bằng 9. 3 nhân 6 18 chia 2 bằng 9. Đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng như hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, cái sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Hãy chúc các em học tốt tạm kiếp nha.